Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục là cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về bàn cờ quân sự trên thế giới ngày hôm nay thì phương Tây tập thể, đặc biệt là Hoa Kỳ rất quan tâm tới chương trình hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra tại Nam Phi. Và đến ngày hôm nay thì đã kết thúc 3 ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Nam Phi. Và mọi những thông cáo chung cũng đã được thông qua. Yếu tố thông qua quan trọng nhất mà phương Tây bắt đầu lo sợ là mở rộng thành viên. Thì đã có thêm 5 thành viên được mở rộng là thành viên mới. Và tới đây sẽ có thêm một số quốc gia ở châu Phi nữa để cân bằng về mặt địa chính trị. Nhưng mà trong BRICS thì ngài Putin đã tuyên bố việc phi đô la hóa là không thể đảo ngược được. Không thể đảo ngược được. Đây là những điều mà làm cho Mỹ rất lo sợ. Và chính vì sự lo sợ này mà ông Sullivan ấy, cố vấn an ninh của Hoa Kỳ là cố vấn an ninh của Hoa Kỳ đấy, đã đưa ra thông điệp rằng là bản thân BRICS không phải là đối thủ cạnh tranh địa chính trị của Mỹ. Nhưng cái câu nói này của ông Sullivan nó chỉ là để tự trấn an mình thôi. Chứ trước cái hội nghị thượng đỉnh, Hoa Kỳ đã nỗ lực để ngăn chặn cái việc mở rộng BRICS mà. Thậm chí là ngăn chặn hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Nam Phi. Mọi nỗ lực đấy đã thất bại. Ở Nga tiết lộ BRICS khiến Mỹ lo ngại. Đúng ra là khiến Mỹ lo sợ. Chính quyền Mỹ đang cố gắng giữ thể diện bằng cách nói rằng họ không coi BRICS là đối thủ cạnh tranh địa chính trị. Thượng nghị sĩ Butkov nhận xét điều này ở trên kênh Telegram của mình. Như ông Sullivan ấy, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, trước đó đã nói rằng Mỹ không coi BRICS là đối thủ cạnh tranh địa chính trị tiềm năng. Trong khi đó bản thân BRICS đã mở rộng, thì nó hoàn toàn đánh bại cả G7. Và cái vị thế đồng đô la cũng bị sụp đổ. Không gian đơn cực sẽ biến mất. Thì không thể nói rằng bản thân BRICS sẽ không phải là một đối thủ được. Không những nó là đối thủ, mà nó là đối thủ mạnh nhất mà khiến cho Hoa Kỳ không thể đối phó lại được. Chính quyền Mỹ cố gắng giữ thể diện khi nói rằng họ không coi BRICS là đối thủ cạnh tranh địa chính trị. Tuy nhiên, rõ ràng BRICS chứ không phải là G7 chắc chắn sẽ có vai trò địa chính trị, ông Butkov nói. Có vai trò về mặt địa chính trị cũng như thị trường thương mại. G7 không bao giờ lại với lại BRICS được. Theo ông thì việc các nước thành viên của BRICS và tất cả các ứng cử viên muốn tham gia nhập khối nhất trí từ chối ủng hộ lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã là một sự kiện mang tính địa chính trị. Và phương Tây đã thất bại trong các lệnh trừng phạt chống Nga rồi. Giống như việc kêu gọi từ bỏ đồng USD trong giao dịch giữa các nước trong khối với nhau và trong khối với ngoài khối. Nó cũng phi đô la hóa mà đi. Vậy từ những cái yếu tố quan trọng đó, nó có phải là đối thủ của Hoa Kỳ không? Hay bản thân Hoa Kỳ đang cố gắng giữ thể diện và trấn an đồng minh của mình? Ngoài giữ thể diện ra thì rõ ràng bản thân Hoa Kỳ đưa một thông điệp này là để trấn an đồng minh châu Âu của Mỹ. Nhưng mà trấn an làm sao được khi sự thật trong nền kinh tế mới nổi, nó đang phi đô la hóa, nó đang nắm giữ phần lớn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới. Trong khi đó ở tại Ukraine thì người ta chỉ ra tính toán sai lầm nguy hại của Ukraine là một sự việc không thể tha thứ được. Nguy hại lớn nhất đối với chính quyền Ukraine ngày hôm nay là sự thất bại trên chiến trường, không đồng nhất giữa quân đội và nhân dân. Nguy hại lớn nữa là chính quyền Kiev không quan tâm đàm phán để chấm dứt xung đột, dẫn tới người dân ồ ạt rời khỏi đất nước. Đó là cái nguy hại lớn nhất. Kết quả đáng thất vọng trong cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine đã bộc lộ rạn nứt giữa Washington và Kiev, điều mà Ukraine không thể cho phép mình phạm phải. Đây là nhận định của nhà báo của một nhà báo Anh ấy. Như tác giả lưu ý là kết quả của lực lượng vũ trang Ukraine trong chiến dịch phản công từng được quảng cáo rầm rộ thật ra không khả quan, trong khi chiến sự lại bước vào nhịp điệu thoải mái đối với quân Nga.
Theo ông thì Ukraine nên từ bỏ các trận chiến chủ động để chuẩn bị cho một mùa đông vất vả. Tập trung giải quyết điểm yếu chiến lược hàng đầu, đó là vị trí của họ trong hệ thống chính trị của Mỹ. Sự thật phũ phàng đối với Kiev là ở chỗ nước này cần duy trì quan hệ giống như là liên minh với Mỹ trong thời gian lâu đến chừng nào, điều đó còn cần thiết để đảm bảo sự tồn tại về trung hạn của Ukraine. Chứ phương Tây tập thể ngày hôm nay mà buông tay thì Ukraine ngay lập tức sẽ rơi cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Nếu không có Mỹ đứng sau Ukraine thì toàn bộ sự hỗ trợ từ châu Âu sẽ nhanh chóng bốc hơi với mức độ tiếc nuối và nhẹ nhõm khác nhau. Về phần mình thì Ukraine còn phải đối mặt với một thực tế khó chịu nữa, đó là chủ quyền của nước này bị giới hạn một cách tàn nhẫn bởi những thay đổi bất chợt của nền chính trị nội bộ của Mỹ. Đồng thời tác giả cho rằng đảng đối lập ở Mỹ ngày càng tỏ rõ không hài lòng với cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Còn các cử tri của Mỹ thường rất không nhất quán trong sở thích của họ, ngày càng bất mãn với việc tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, kết quả đáng thất vọng của cuộc phản công đã làm lộ ra rạn nứt giữa Washington và Kiev, điều mà Ukraine không thể cho phép mình phạm phải. Nhưng cuộc phản công đã được tuyên truyền rầm rộ kéo dài nhiều tháng. Nó cũng đã cho thấy rằng không ai người ta chuẩn bị một kế hoạch phản công mà lại quay ra rêu rao với thế giới cả. Nó chỉ thể hiện Ukraine không đủ nguồn lực, nguồn nhân lực và khí tài để phản công, cho nên phải tung tin báo chí để hù dọa dư luận của Nga và tìm kiếm cơ hội nhân dân Nga nổi dậy để phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt và hạ bệ ngài Putin. Nhưng điều đó không diễn ra được. Cũng giống như giai đoạn hiện tại, bản thân ông Budanov cũng đã tuyên bố là thời gian tới bán đảo Crimea sẽ rung chuyển bởi những vụ tấn công và chúng tôi sẽ giành lại bán đảo Crimea. Và ông Budanov cũng tuyên bố là những người đang ở Crimea đang mong chờ quay trở lại Ukraine. Thế là cái trí tưởng tượng của Ukraine, trí tưởng tượng của chính quyền Kiev ngày hôm nay, nó đang là một cái sản phẩm báo chí cho phương Tây. Một sản phẩm báo chí phương Tây. Trò chơi đổ lỗi cho nhau đang đến hồi sôi động giữa một bên là các quan chức ẩn danh trong chính quyền Biden cáo buộc quân đội Ukraine hứa hão này và không thực hiện chiến lược một cách đó đúng đắn. Còn bên kia là các quan chức Kiev tố cáo phương Tây cung cấp vũ khí không đủ sẽ càng ngày càng không có lợi cho Ukraine. Đồng thời ông nói thêm rằng là ngay lúc này sẽ tốt hơn này cho các nhà ngoại giao phương Tây nếu họ biết đề phòng câu chuyện huyền thoại đang nổi lên ở Ukraine về một cú đấm sau lưng từ phía các đồng minh. Những sai lầm lớn nhất của chính quyền Ukraine ngày hôm nay là không quan tâm đàm phán hòa bình và không có quyết định vì vận mệnh của đất nước, mà họ đang hành động theo kế hoạch của Nhà Trắng và không quan tâm sinh mạng của dân thường. Trong khi đó, các chuyên gia và giới chính trị của cả Ukraine và phương Tây thì đưa ra một thông điệp tốt nhất trong bối cảnh hiện tại là chấm dứt xung đột ngay bây giờ là điều thông minh nhất mà phương Tây có thể làm, vị đại tá của Mỹ chia sẻ. Truyền thông phương Tây không đưa tin về tình hình thực sự trong cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Cựu cố vấn Lầu Năm Góc lập luận rằng Washington cần nỗ lực hết sức để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine vì cuộc phản công của Kiev đã thất bại và bất kỳ sự can thiệp nào của phương Tây cũng sẽ là một thảm họa lớn. Người Nga sẽ không bao giờ lùi bước. Vị đại tá quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu nói với cựu người dẫn chương trình Fox News, ông Cusson, rằng những tuyên bố về chiến thắng sắp xảy ra của Ukraine là dối trá và những chiến dịch mới chống lại lực lượng Nga được phát động vào tháng 6 đang sụp đổ bởi vì những gì đang xảy ra trên lãnh thổ Ukraine, chiến trường thật khủng khiếp. Phương Tây không còn đủ nguồn lực để hỗ trợ cho Ukraine cho các cuộc phản công hiện tại và trong tương lai. Ukraine chỉ là nguyên liệu tiêu hao để cho Mỹ sử dụng làm công cụ nhằm chống lại người Nga và với hy vọng rằng nhân dân Nga sẽ không hài lòng với chiến dịch quân sự đặc biệt mà nổi dậy biểu tình. Trong khi đó, Mỹ không đủ khả năng tài trợ cho cuộc
chiến của Ukraine nữa, người đứng đầu cơ quan cố vấn chia sẻ việc này. Quỹ di sản cho biết nền kinh tế của Mỹ không còn như trước nữa nữa này, nên các nước châu Âu phải vào cuộc. Người đứng đầu một tổ chức tư vấn bảo thủ hàng đầu cho biết Mỹ nên giảm hỗ trợ và nước này đang cung cấp cho Ukraine, vì nước này không thể duy trì mức độ viện trợ như hiện tại. Ông đã đề ra kế hoạch dừng dòng viện trợ cho Ukraine là con đường tháo gỡ tốt nhất cho Mỹ nói riêng và cho cả tập thể phương Tây nói chung. Nhưng mà trong cái tình cảnh mà Ukraine đang thực hiện phản công thì nó cũng không cho phép Hoa Kỳ dừng lại các cuộc phản công. Không cho phép làm điều đó. Vì như vậy thì nước Mỹ đang thừa nhận sự thất bại của mình trên chiến trường. Nhưng mà cơ hội để giúp cho Ukraine có được một chiến công trước lực lượng vũ trang Liên bang Nga thì nó là điều không thể xảy ra được. Khi mà Ukraine liên tục sử dụng UAV để tấn công vào các tòa nhà của thủ đô Moscow, nó đã minh chứng cho một sự thất bại toàn diện của lực lượng phản công trong suốt gần 3 tháng qua rồi. Phương Tây tập thể thì gặp khó khăn trên con đường đoàn kết viện trợ. Sự khó khăn đó nó đang cản bước tiến cho các cuộc phản công. Còn Nga đang tăng cường truy lùng các sân bay, truy lùng các kho đạn dược khí tài và tên lửa dẫn đường tầm xa phương Tây viện trợ cho Ukraine để tiêu diệt. Đây là quá trình mà Nga đang thực hiện chiến dịch mở rộng để siết chặt con đường hậu cần hỗ trợ cho tiền tuyến. Khi mà con đường hậu cần bị tấn công và siết chặt thì quý vị anh chị và các bạn cũng thấy là bản thân Ukraine, các binh sĩ ở ngoài chiến tuyến, họ sẽ không có tinh thần để chiến đấu. Trong khi đó bản thân Nga thì đang tăng cường giải truyền đơn để kêu gọi binh sĩ Ukraine đầu hàng. Ukraine phải tìm kiếm lệnh ngừng bắn với Nga ngay bây giờ. Cựu trợ lý của Tổng thống chia sẻ. Ông Sotkin cảnh báo rằng là sự bế tắc tại Quốc hội của Mỹ có thể báo hiệu sự diệt vong cho chiến dịch ủng hộ cho Kiev đến từ phương Tây. Ukraine nên nhanh chóng chấm dứt xung đột với Nga trước khi dòng viện trợ quân sự và tài chính của Mỹ cho nước này cạn kiệt, một cựu trợ lý của hai đời Tổng thống Ukraine cho biết. Trong bối cảnh hiện tại bây giờ, con đường tốt nhất cho Ukraine là thúc đẩy đàm phán hòa bình và chấm dứt xung đột. Và đây cũng là công việc làm cần thiết nhất mà phương Tây cần phải đưa ra những quyết định trước khi mọi thứ đã quá muộn. Nếu không, người Nga sẽ sớm tiến về miền Tây của Ukraine và đóng quân áp sát biên giới của NATO. Ukraine sẽ không còn tồn tại trên bàn cờ quân sự thế giới nữa. Về câu chuyện vận mệnh của Ukraine, người ta cũng đã nói tới về hồi diệt vong đất nước đã đang đến rất gần. Và quá trình diệt vong nhà nước Ukraine ngày hôm nay không thể đảo ngược được, bởi chính quyền Ukraine được thành lập là nhân tạo đến từ phương Tây, thành lập lên những con người tham ô, hối lộ và thù địch truyền kiếp. Bên cạnh đấy, chính những nhà lãnh đạo của Ukraine đang tước quyền tự do, dân chủ của người dân, đưa đất nước về thời kỳ đồ đá, nghèo đói. Nợ quốc gia của Ukraine ngày hôm nay nó lên tới con số kỷ lục, là một quốc gia phá sản rồi. Mọi thứ tồn tại lại của Ukraine hiện tại nó hoàn toàn phụ thuộc của phương Tây tập thể. Trong khi đó bản thân Hoa Kỳ thì áp đặt một loạt các lệnh trừng phạt chống lại Nga, nhưng mà chính Hoa Kỳ lại luồn lách làm ăn với quốc gia thứ ba, trong đó có nhập khẩu tăng cường về uranium của Nga lên mức tối đa có thể. Mà Hoa Kỳ thì lại muốn kêu gọi châu Âu là phải từ bỏ nguồn nguyên liệu thô đến từ Liên bang Nga. Còn Hoa Kỳ thì vẫn cứ âm thầm lặng lẽ từng bước một để làm ăn với đời gấu Nga và tăng cường nhập khẩu các nguyên liệu thô, không chỉ là uranium không mà cả dầu thô nữa. Đây là những gì mà Vũ Quang muốn cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị và các bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.